ngưỡng vàng siêu xe của Hoàng Béo, ông trùm ma túy Việt Nam. Với vỏ bọc là một đại gia, Hoàng Béo sở hữu hàng loạt siêu xe đắt tiền, trong đó có một chiếc siêu xe là McLaren 570S trị giá khoảng 12,5 tỷ đồng. Đây là chiếc siêu xe mà nhiều dân chơi khi nhắc tới đều phải ao ước. Liên quan đến vụ án đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay, Giao Văn Kính Dương sinh năm 1980, hay còn gọi là Hoàng Béo hoặc Hiếu cầm đầu, cơ quan cảnh sát điều tra cho biết đã tiến hành bắt giữ đối tượng và thu giữ số lượng lớn ma túy trong quá trình khám xét nơi ở. Mặc dù phạm pháp nhưng ông trùm cầm đầu đường dây ma túy khủng lại có cuộc sống xa hoa với nhiều biệt thự và hàng loạt siêu xe đắt tiền. Những chiếc ô tô trong đường dây của ông trùm Hoàng Béo gồm có Mercedes 250, Mercedes I200. Bên cạnh đó có một chiếc siêu xe là McLaren 570S trị giá khoảng 12,5 tỷ đồng. Đây là chiếc siêu xe mà nhiều dân chơi khi nhắc tới đều phải ao ước. Theo anh TP là dân chơi trong siêu xe cho biết, chiếc siêu xe của Hoàng Béo là một trong các siêu xe McLaren trị giá khoảng 12,5 tỷ đồng. Những xe sang còn lại trên dưới chục tỷ đồng một xe có rất ít ở Việt Nam. Người muốn mua xe này phải là người rất giàu có. Tuy nhiên anh TP cũng cho hay, chiếc siêu xe của Hoàng Béo đang sở hữu là xe mua lại của một đại gia ở phía Bắc. Chiếc xe được mua lại khoảng 10 tỷ đồng. Hoàng Béo dùng để di chuyển, đi chơi ở nhiều nơi cùng người tình như Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết. Và Hoàng cũng dùng chiếc xe trên để đi thăm các phân xưởng chế biến ở nhiều tỉnh thành. Bên cạnh đó, Hoàng Béo còn là một tay chơi mô tô cực khủng khi sở hữu rất nhiều mẫu mô tô đình đám trong bộ sưu tập của mình.